Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì Dương Mai của chị Hà tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép hàng cho Tết năm 2024 cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho Dương của chị Hà nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Hà để chị Hà chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào chị Hà. Em cũng xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Hôm nay trở lại kênh em giao lưu một số mai đến cho em mình mua về cho Tết 2024 nha. Rồi. Dạ anh em vô mã đầu tiên thì em xin nói tiếp với clip trước là mã số 11D nha. Rồi. Là một cây thanh mai ha. Rồi, thanh mai nha cô chú anh chị. Nụ quá xá nụ luôn cô chú anh chị ơi. Nụ về về luôn nha. Mỗi mắt lá đều có nụ nha cô chú anh chị. Thanh mai ha. Bông xanh ngọc nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ơi chị. 11D. Rồi cây hoành được 13. Rồi. Rồi chiều cao được 96. Rồi. Tán ngang là được 69. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 450 ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 12D. Rồi. 12D là một cái cúc hoàng hậu nha. Rồi, cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị mà. Nụ nè, có nụ ha. Rồi, rất nụ nè. Quá trời nụ nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn đi chị. Cây này hoành được 12. Rồi. Rồi chiều cao được 1m. Tán ngang là được 70 ha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 400 luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 13D. Rồi. 13D cũng là một cái cúc hoàng hậu luôn nha. Cúc hoàng hậu nha cô chú anh chị. Nụ khá luôn cô chú anh chị, nụ khá là nhiều nha. Đó. Nụ bằng tại Úc luôn cô chú anh chị ha. Nụ cực kỳ nhiều, hàng này về cho Tết được nha. Rồi thông số luôn rồi chị. Rồi cây này hoành được 12 nha. Rồi nụ nè. Rồi cao là được 88. Rồi. Tán ngang là được 69. Rồi cây này em giao lưu 450 luôn ha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 14D. Rồi. 14D là một cây đại lộc nha. Cây này nụ cực kỳ nhiều luôn ha. Nè, nụ về về luôn cô chú anh chị ha. Như siêu nụ. Quá xá nụ luôn. Nụ to chắc nụ nha cô chú anh chị. Rồi cây này hoành gần 12 nha. Rồi. Rồi cao được 93. Ngang được 62. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 350 ha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 14D. Rồi. Cũng là một cây đại lộc luôn nha. Rồi, cái này tàn khá luôn ha. Nụ có nha cô chú anh chị, nụ nè. Quá xa nụ luôn nha cô chú anh chị. Về về luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Rồi cây này hoành được 13 nha. Nụ về về luôn ha. Như xương cá. Mỗi mắt lá đều có nụ. Rồi chiều cao được 80. Tán ngang là được 70. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 550 ha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 15D. 15D. Ủa 15D là một 16D, cây... 16D. 16 hả? 16D. 16D là một cây cúc quý phi nha. Rồi, cúc quý phi ha, bông chùm chùm cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị, nụ nè. Quý phi này về về nụ luôn cô chú anh chị ơi. Ừ. Cái kiền nụ chưa? Đó. Nụ to tròn đã lắm nha cô chú anh chị. Rồi cây này hoành được 13, rồi. Cái này cái bo nó có chút xíu mà cũng hơi nụ nè. Rồi cao được 89 nha. Rồi. Rồi tán ngang là được 72 ha. Rồi. Rồi cái này em giao lưu 450 luôn ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18D. 17. Ủa. 18D. Đó 16 này 17. À 17D. Ừ. 17D là giống gì đây chị? À 17D là một cây giảo cam nha. Rồi một cây giảo cam nha cô chú anh chị. Nụ nè cô chú anh chị ha, về chơi Tết được nha. Mấy cái này về nở rực tờ luôn á cô chú anh chị, nụ cực kỳ nhiều, mỗi mắt lá đều có nụ nha. Rồi thông số luôn rồi chị. Rồi cây này hoành được 14. Rồi. Rồi chiều cao được 93 ha. Tán ngang là được 68. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 ha. Rồi đỡ cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18D. Mã số 18D là một cái cúc thọ hương nha. Rồi. Nụ có luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn đi chị.
Rồi cây này đầu hoành được 9 nha. Rồi. Nụ khá nha, cây này nụ rồi, khá. Rồi chiều cao được 7,67 ha. Rồi. Tán ngang là được 73. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 nha. Rồi 350 ha. Rồi 350. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 19D. Rồi. Là một cây cúc vạn phúc nha. Rồi cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Nụ siêu nhiều luôn cô chú anh chị ha. Nụ đã lắm cô chú anh chị. Quá trời nụ ha. Rồi thông số luôn hả chị. Rồi cây này là hoành được 10,5 nha. Rồi. Rồi cao được 94. Rồi tán ngang là được 70. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 350 luôn ha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 20D. Rồi. Là một cây cúc Tây Thi ha. Cúc Tây Thi nha cô chú anh chị. Nói chung là cây nó lên nụ trơn nè, Tây Thi nè, lên nụ trơn cô chú anh chị ha. Nè. Rồi, thông số luôn hả chị. Rồi cây này hoành được 11. Rồi. Rồi cao là được 1m. Rồi. Ngang là được 79 nha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 400 nha. Rồi, đợi cây rồi, luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha. Rồi. Dạ, cuối clip thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Đó cũng là số Zalo em luôn ha. Em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa nha. Rồi. Dạ xem cuối clip ủng hộ cây giùm em ha. Rồi. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo nha.